hoạt động kế tiếp nó là gì, như là cái thằng alpha AB đó ha, thường gặp ở trong cái gan bệnh gan, hay là cái CA ở trong cái biểu mô của phôi, hoặc là cái HCD ở trong trường hợp thai trứng hay là thai trứng mắng phần xâm lấn vậy. À, thì cái này có trong sách luôn, nó có hết cái, những cái thành phần, những giải trong đó. Nên coi về cái hoạt động chi tiết của nó ha. Và những cái này sau này nó là những cái thành phần đặc biệt quan trọng về cận lâm sàng mà chúng ta phải nhìn được ha, để cho cái xét là một số hội chứng cận ung, hạn như là ACTH đầu tiên đó, thì trong trường hợp những vị trí của nó tương xứng ha. Rồi, giờ xem thêm phần tài liệu không ha. Những cái học bon, những cái thứ như tập ra. Nói về tiến triển của ung thư, về ung thư tại chỗ, ung thư xâm nhập và nó ung thư lan rộng và cuối cùng là tái phát di căn. Rồi. Đó là cái bảng phân loại của TMN để đánh giá mức độ của khối u. Như là T, là gì? Là kích thước của khối u. M là gì? Di căn hạch. Di căn hạch. Như là N không, có thể là chưa di căn hạch. N1 di căn hạch cùng bên, N2 di căn hạch tới bên. N3, N4 có thể là di căn xa. Thì thấy mức độ M là có di căn xa, như trong T chẳng hạn, giờ T thì T1 thì U nó sẽ có kích thước nó nhỏ dưới 2 cm chẳng hạn nha, và T2 thì nó trên 2 cm, T3 chẳng hạn thì nó hả có thể là kích thước nó 10 cm nha, tùy theo cái quy định. T4 thì kích thước nó lớn hơn và nó dính chặt như cái mô kế cận, tùy theo đó. Ví dụ tôi nói T1 nha, là khối u nó như thế nào. T1 là người ta nói một cái u phổi ở giai đoạn T1 là kích thước nó còn nhỏ, kích thước nó dưới 2 cm. N1 là gì? N1 là hạch di động sao được ở một bên, tức là có hạch ở cùng bên nha. Hoặc là N2 hạch sưng to rắn và có tính chất là ung thư. Rồi M thì có M0 và không thấy dấu hiệu di căn của ung thư. M1 là có tế bào ung thư để di căn. Nó như vậy thì ta dựa vô tính chất đó mà ta đánh giá khối u, mà lâm sàng thường dùng cái TMN này để chuẩn trong chẩn đoán. Những điều kiện khác có thể đánh giá ung thư chẳng hạn như là gì, về cấu trúc mô, mức độ xâm nhập, các giai đoạn độ mô học bây giờ. Thì tác động của ung thư rất là như là gì, gây chảy máu, gây tiến máu, gây huyết tắc nha, hoảng loạn, rối loạn về tâm thần, hay là hẹp do lắp tắc đường tự nhiên, chèn ép mô kế cận, hay là gây rối loạn tình trạng fibrin và đông máu nội mạc, tình trạng nhiễm trùng. Đó là những cái tác động về đường di căn của ung thư. Thì thứ nhất là đường máu, hay là đường mạch lympho, hay là đường tự nhiên đã có sẵn.
lan rộng do các cái tai biến điều trị nha. Đây nha. Ở đây là một cái mạch máu nha. Tế bào, đây là một tế bào trưởng thành giống như tế bào gai vậy nè nha, tăng sản phá vỡ màng đáy xâm nhập xuống mô mô liên kết nha, phá vỡ màng đáy xong xuống mô liên kết xong bắt đầu nó vào mạch máu nha. Đây là tế bào nội mô máu, tế bào nội mô máu ha, nó vào đây xâm nhập và bắt đầu nó di chuyển ha. Tác động di chuyển của những cái lympho vào hay là kết nối với cơ ha, tử cầu, sau đó nó đến một nơi khác, đến một cơ quan kế cận ha, nhặt mạch xưng mạch ra đến từng gần đến chỗ khác để gây căng tiếp ha, hay là có chỉ căng mà lượng máu. Đây chúng ta thấy đây là một cái mạch máu ha, đây là một mạch máu ha, tế bào nội mô máu. Đây là một hình ảnh tế bào bất thường nằm ở trong lòng mạch, nằm ở trong lòng mạch hiện diện tế bào bất thường trong lòng mạch để đi đến một nơi khác đi chăng. Các yếu tố tạo ung thư thì rất là nhiều ha, như là hóa học, vật lý, gen hay là virus hay là nhân chấn thương, yếu tố nội tiết, yếu tố thần kinh ha. Về vấn đề chẩn đoán ung thư thì lâm sàng là không thể thiếu ha, lâm sàng. Hai nữa là phát hiện tế bào ung thư trong máu nha, thì cái phát hiện tế bào ung thư máu rồi hay là phương pháp xạ ký, hay phương pháp nội soi nhiệt ký, hay là đồng vị phóng xạ xét nghiệm dấu ấn ung thư, siêu âm, hay là phương pháp tế bào học, tế bào bông học, tế bào bông chóc, hay là giải bệnh là cái kết quả cuối cùng. Tế bào học thì có nhiều dạng, chẳng hạn như là tế bào bong chóc có tử cung, nó phát là bắp đen, hay là chọc hút tế bào kim nhỏ. Đây, giải bệnh. Đây, hiện nay thì cái giải bệnh là cái chính của chúng ta ha. Đấy là tiêu chuẩn da. Đó là y học bằng chứng. Rồi trước kia thì mình đã làm qua nội soi. Đúng rồi. Cái chuyện ung thư thì cũng đơn ha, phẫu thuật xạ hay là xạ trị, hóa trị, rồi hormone trị liệu, miễn dịch trị liệu ha. Phẫu thuật thì trước khi phẫu thuật thì chúng ta thường sau này cái áp dụng tân tiến sau này là trước kia là phẫu thuật xong mới xạ trị, hóa trị. Ngày nay nó dùng phương pháp đa mô thức rồi ha. Những trường hợp như những cái ung thư tuyến mà hoặc là buồng trứng đang xâm lấn xâm nhập nó di căn nhiều nơi thì đầu tiên người ta sẽ dùng cái hóa trị trước nha, dùng hóa trị sau đó tế bào nó gom lại hết rồi nó bắt đầu phẫu trị nha, rồi tiếp tục sau đó là xạ trị, hóa trị kết hợp. Rồi gần đây nữa nữa người ta có định gen rồi định được cái quá mô miễn dịch ha, để ta xác định được cái nguồn gốc ung thư ha, để cái phương pháp điều trị và điều trị gọi là trúng đích ha. Chẳng hạn như là trong trường hợp là một cái ung thư đại tràng mà nó là một cái bú trung mô chẳng hạn ha, một cái bú trung mô nó là một cái tôi có cái tên gọi là RIS hay còn gọi là bú mô điện đường tiêu hóa, nó là một khu trung mô ha. Thì cái này nếu mà trường hợp mà người ta đã xác định bằng quá mô miễn dịch CD30, CD117 rồi đó, thì nó khi mà xác định rõ ràng nó là một cái u trung mô mà nó khi mình chưa có di căn xa đó, thì ta có cái phương pháp điều trị là chứng đích hiệu quả hết bệnh nhưng mà tiền rất là đắt. Thì sáng nay giới thiệu chị anh chị cái bài u và bài ung thư à, thì cơ bản thì yêu cầu các chị sẽ nắm được một số đặc điểm chính à, một số đặc điểm chính trong cái phân biệt giữa cái u lành u ác, định nghĩa được u lành, định nghĩa được u ác, u giáp biên à.
Rồi, phân biệt các đặc điểm nha, các đặc điểm của nó như là gì? Nhất để đứng trước một cái ô chúng ta phải biết mô tả à, hình dạng, kích thước, màu sắc, mật độ hay là rồi có vỏ bao hay là không có vỏ bao, rồi cái u đặc hay là u nang, trong cái nang thì có dịch, cái dịch nó màu gì, nó dịch trong, dịch nhầy hay là nó hoại tử hay là nó có bã tóc vân vân, chúng ta cần phải nắm. Rồi phân biệt được u lành u ác, tính cách của nó, rồi xác định được nhân bình thường nhân bất thường à, rồi những cái dùng nghịch sản mức độ nhẹ trung bình nặng, độ bị quá, những cái cơ bản là chị mình ở đây ở mức độ sinh viên thì chúng ta chỉ nắm ở mức độ đơn giản thôi, đừng có sâu xa, đừng có nghĩ gì nó phức tạp. Sau này khi mà ra trường rồi nghiên cứu sâu hơn, chẳng hạn bây giờ lĩnh vực ngoại khoa, giờ ứng bố thì ok, chúng ta phải tiến hành bắt đầu phải ngồi lại xem lại đi sâu hơn về chuyên môn. Tạm thời thì biết nói chưa tới gì mà như giờ nói ở carcinoma, anh chị nói carcinoma biết này là ung thư, này tổn thương là ở cái thượng môn ha, ok. Nói tới sạch cơm nó biết rồi, này của trung môn, của như vậy trung môn thì có bao nhiêu cái thành phần, hạn như là sụn xương, mỡ, mạch máu vân vân. Vậy là được rồi, 10 giờ rồi, nghỉ ngơi 5 phút chúng ta chuyển sang bài